Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ bắt đầu chia sẻ với các bạn một trong những cái cách để làm sạch những cái vết mực bút bi trên cánh cửa gỗ. Những chiếc cánh cửa gỗ này thì gia đình nào cũng có rồi và thường xuyên bị các bạn trẻ em nghịch ngợm và vẽ bậy lên những chiếc cánh cửa gỗ tại gia đình. Mình đang lấy tay mình lau thử xem có lau được không, hoàn toàn không thể lau được với vết mực bút bi như thế này. Sau đây mình sẽ bắt đầu chia sẻ các bạn một cái mẹo cực kỳ là nhỏ và đơn giản và hiệu quả. Ở đây mình sử dụng cồn 90 độ. Cồn 90 độ này thì gia đình nào hầu như cũng có rồi. Thường thường gia đình nào cũng có một tủ thuốc y tế, trong đó có cồn 90 độ. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng thêm một ít bông, bông y tế. Bông y tế này thì thường thì gia đình nào cũng có, hay ở trong các tủ thuốc tại gia đình. Mình sẽ cuốn chiếc bông y tế này vào một chiếc kẹp như thế này. Sau đó là mình sẽ sử dụng một ít cồn 90 độ. Mình sẽ tra lên chiếc bông này, nhỏ vào đấy một vài giọt thôi. Sau đó sẽ sử dụng bông y tế này đã được tẩm cồn sẵn và lau lên những cái vết mực bút bi. Như các bạn đã nhìn thấy, sau khi mình lau nhẹ qua thì nó đã bay được cái vết mực bút bi trên cái tấm gỗ này. Cực kỳ là đơn giản và hiệu quả phải không các bạn? Cồn nó sẽ có tác dụng làm tan cái mực bút bi trên cái tấm gỗ này. Các bạn thấy đây, cực kỳ đơn giản. Chỉ cần lau nhẹ qua là nó đã bay được rồi. Đã bay và đánh sạch được cái vết mực bút bi trên cái tấm gỗ này. Bây giờ mình sẽ sử dụng bút bi, mình viết linh tinh lên trên cái tấm gỗ này để chứng minh cho các bạn thấy. Chiếc tấm gỗ này thì nó cũng giống như gỗ làm cánh cửa tại gia đình của các bạn thôi. Mình đang viết thật nhiều lên một chút nữa và sau đó mình sẽ vệ sinh cho sạch sẽ cái vết mực bút bi này. Bây giờ mình sẽ sử dụng tiếp tục. Mình dùng cồn và nhỏ vài giọt lên cái bông y tế này và sau đó sẽ lau cho các bạn xem nó sẽ đánh bay được cái vết mực bút bi này, cực kỳ đơn giản luôn. Đó, các bạn thấy đây, sau khi lau nhẹ qua thì cái vết mực bút bi nó đã thấm hết vào cái bông y tế như thế này. Nó sẽ làm tan ra và dính hết lên cái bông y tế. Mình đang lau cả cái chữ bên trên mình đang viết đây. Trên cánh cửa nhà các bạn thì hầu như đều được các bạn trẻ con vẽ bậy, sử dụng bút bi rồi là các loại bút bi vẽ bậy lên cánh cửa, thì cái điều này sẽ không thể nào mà tránh khỏi được khi gia đình nào mà có trẻ em và trẻ con. Chúng thường rất nghịch ngợm và vẽ bậy lên những cánh cửa bằng gỗ. Một cái cách khá là đơn giản thôi, sử dụng bông y tế và cồn các bạn có thể lau được, làm sạch được cái vết mực bút bi này trên cái tấm gỗ hay là trên những cái cánh cửa, hoặc là cánh cửa cửa sổ bằng gỗ, hoặc là cánh cửa chính bằng gỗ. Mình sẽ tiếp tục vẽ bậy lên thêm và lau đi cho các bạn xem. Nếu như tại gia đình các bạn không có cồn 90 độ thì các bạn có thể sử dụng giấm ăn để vài giọt lên cái tấm bông và các bạn lau đi. Nhưng giấm ăn thì nó có tác dụng lau cái vết mực bút bi này thì nó sẽ chậm hơn so với cồn. Nếu bạn sử dụng cồn 90 độ lau những cái vết mực bút bi này, làm sạch là một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất và đơn giản nhất. Tại vì bông y tế này sau khi được ngấm cồn, nó sẽ làm tan cái mực bút bi này và thấm hết vào cái bông. Nó sẽ làm sạch cái bề mặt dính mực từ những chiếc bút bi. Như các bạn thấy đây, sau khi mình vệ sinh xong và vẽ bậy thêm thì lau đi lau lại nó cũng hoàn toàn sạch, gần như là mới luôn.
Mình hy vọng với mẹo nhỏ này sẽ giúp ích bạn trong cuộc sống khi gặp khó khăn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn like và share. Đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin cảm ơn các bạn đã đón xem.